Thật á, nói đùa đâu, em đây nói chuyện không có đùa. 4 hay 5 con dưa bầu ta? 4 con phải không? 4 con à. Con kia vứt đi đúng không? Chưa đủ ký không bán. Mấy anh trai mà đặt hàng nhỏ ký là em thua rồi. Chú mấy hàng 12 ký này bán không? Mấy hàng 12, 13 ký này bán không? Để từ từ đã anh chị. Để từ từ đã. Có nghĩa là người ta sanh nuôi cực khổ thì phải 17, 18 ký mới 20 ký mới bán. Nên là kiếm hàng nhỏ khó lắm anh trai Đồng Tháp ơi. Này, bây giờ ở miền Tây cũng chuyển qua xu hướng nuôi đầu sô này nhiều lắm nè.